Van Gogh là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất thế giới. Cái tên Van Gogh không kém gì với những master phục hưng như là Leonardo da Vinci hay là Michelangelo. Nổi tiếng không chỉ bởi tài năng hội họa, mà đi kèm đó còn là những câu chuyện về sự đau khổ, nghèo khó và không được công nhận. Thế nhưng khi ta xem tiểu sử của Van Gogh thì sẽ thấy những sự mâu thuẫn trong sự nghiệp của ông, bởi khi còn sống, Van Gogh đã được giới chuyên môn đánh giá cao và hết lời khen ngợi, trong đó có Monet, người dẫn đầu phong trào ấn tượng. Hay câu chuyện rằng em trai của Van Gogh, người hỗ trợ tài chính cho Van Gogh sinh sống và sáng tác, là một nhà buôn tranh, bán rất nhiều tranh đương đại nhưng lại không thể bán tranh của anh trai mình. Và cuối cùng, người họa sĩ tạo ra những bức tranh đắt nhất thế giới đã chết trong nghèo khó và đau khổ. Sự kết thúc này được thúc đẩy bởi nhiều lý do. Ngoài những lý do ngoại cảnh thì nó còn là một lựa chọn cá nhân, lựa chọn của chính bản thân Van Gogh. Hãy cùng Spider Room nhìn lại dòng thời gian mà ở đó sắc vàng rực của tài năng luôn ngụp lặn trong sắc xanh đượm buồn của cuộc đời Van Gogh qua bài viết Van Gogh, nỗi buồn kéo dài mãi mãi của tác giả Thủy Mẫn nhé. Cùng bắt đầu thế nào. Hiện tại, để bắt đầu một dự án YouTube, bạn có thể tự học một cách dễ dàng hoặc kết hợp với nhân tài ở các mảng khác nhau như viết kịch bản, thiết kế hay là quay dựng. Còn trong quá khứ, đặc biệt là khi YouTube vừa mới ra đời, vừa du nhập vào Việt Nam, thì mọi thứ không hề dễ như vậy. Các nhà sáng tạo đời đầu phải dấn thân nhiều hơn, phải nỗ lực học hỏi, phải kiên trì lâu hơn để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Ngày hôm nay, trong số The Creator thứ 9, hãy cùng mình lắng nghe câu chuyện của một trong những nhà sáng tạo đời đầu của Việt Nam, anh Người Nhện từ Doodle Dude. Thú vị là từ một creator thì anh này đã trở thành quản lý đối tác của YouTube, Google. Đây là một vị trí giúp anh có thể đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn và hỗ trợ các nhà sáng tạo khác. Vậy thì hành trình dài hơn một thập kỷ của Doodle Dude đã được bắt đầu, đã trải qua những chông gai và đã mang tới những bài học nào? Đối với cá nhân anh ấy, thì thật sự anh không muốn có cái cảm giác khi đi ra ngoài đường anh đang ăn bát phở thì bị người ta hỏi. Trải nghiệm làm việc tại Google đã giúp anh đưa ra những nhận định gì về khía cạnh sáng tạo nội dung YouTube của Việt Nam? Cái mong muốn lớn nhất của cá nhân anh là làm sao cho xã hội mình công nhận làm YouTuber là một nghề. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta nhảy vào cuộc nói chuyện thôi. Hãy bấm nút subscribe để cùng chúng mình talk thật là sâu nhá. Vào cuối thế kỷ thứ 19, khi sự bùng nổ của thị trường nghệ thuật đã kéo dài một thời gian, sự giao thương giữa các nước cũng đã được đẩy mạnh. Thị trường nghệ thuật của châu Âu và Mỹ được liên kết. Lúc này, những người được gọi là art dealer, môi giới buôn bán nghệ thuật, đứng ra trở thành nhà bảo trợ nghệ thuật, tài trợ tiền cho các nghệ sĩ để họ sống và sáng tác. Bù lại, các tác phẩm của các nghệ sĩ đó sẽ dưới sự quản lý của nhà bảo trợ. Việc bán cho ai, bán như thế nào sẽ được art dealer xác định. Art dealer sẽ mở các phòng tranh để bày bán tác phẩm, đồng thời mở các cuộc triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá tranh với mục tiêu thu hút danh tiếng và khách hàng. Còn các nghệ sĩ, ngoài việc phải thiết lập mối quan hệ với art dealer thì họ cũng cần nắm bắt được thị trường để điều chỉnh hướng sáng tác cũng như là tạo mối quan hệ và quảng bá tên tuổi của chính mình. Như mọi người đều biết, nghệ sĩ là một danh từ gắn liền với cái tôi và sự độc lập. Nhưng khi đã là kinh doanh và lợi ích thì nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thế nhưng bản thân Van Gogh là người hướng nội và thật khó cho ông để thực hiện câu chuyện kinh doanh. Như nhà giám tuyển Carol Jacoby tại bảo tàng nghệ thuật Tate Britain đã bình luận, chính Van Gogh đã luôn quay lưng với thương mại nghệ thuật, không quảng bá tên tuổi của mình tại các thành phố lớn. Van Gogh dành hầu hết thời gian trong sự nghiệp hội họa, sống tách biệt một mình tại các làng quê. Vincent Van Gogh chỉ dành 2 năm duy nhất sống ở Paris, theo lời ngỏ ý của em trai là Theo Van Gogh. Theo muốn Vincent tới Paris để tiếp xúc nhiều hơn với nghệ thuật đương đại, và cũng là cơ hội để Van Gogh gặp gỡ những họa sĩ khác như là Bernard, Anquetin hay là Gauguin. Dù khi ấy thì ông đã tìm thấy được những nghệ sĩ cùng chí hướng, thực hiện một vài triển lãm như một sự cố gắng để tạo ra tên tuổi cho mình. Thế nhưng mà Van Gogh không thực sự hạnh phúc với điều đó. Thời gian ở Paris, ông uống rất nhiều absinthe, là rượu mạnh khoảng 60-70 độ cồn, và tâm trạng thì thất thường. Bởi mệt mỏi với sự xô bồ của cuộc sống thành phố, tháng 2 năm 1888, Van Gogh rời Paris và đến Orleans để một mình sáng tác. Trong suốt sự nghiệp hội họa của mình thì Vincent Van Gogh được sự hỗ trợ tài chính từ em trai là Theo Van Gogh. Theo là art dealer, là người ủng hộ và bày bán tranh của các nghệ sĩ ấn tượng tại Paris như là Monet, Degas, Renoir, Sisley, v.v. Theo khích lệ Vincent theo đuổi hội họa, là người gửi tiền hỗ trợ cho Van Gogh mua dụng cụ và sơn dầu từ những năm đầu sự nghiệp khoảng năm 1880 tới năm 1885.
Theo chính thức đứng ra làm nhà bảo trợ nghệ thuật cho Van Gogh, dù Theo không thực sự bán những bức tranh đó. Việc này không phải là do tranh của Van Gogh tệ, mà bởi đó là một điều tất yếu. Trong thị trường nghệ thuật bấy giờ, ngoài nghệ sĩ thì các art dealer cũng phải quan tâm tới danh tiếng. Việc giới thiệu và bán tranh của chính anh trai mình sẽ khiến khách hàng nghi ngờ về những đánh giá về giá trị nghệ thuật của art dealer ấy. Trường hợp như vậy khiến cho tranh khó bán hơn, và tất nhiên Theo cũng phải giữ uy tín của bản thân để còn phát triển sự nghiệp. Bản thân Theo hiểu điều ấy, nhưng mà anh vẫn sẵn sàng tài trợ và khuyến khích Van Gogh sáng tác. Và có lẽ chính Van Gogh cũng hiểu điều này, bởi trước sự nghiệp họa sĩ thì Van Gogh đã dành hơn 6 năm để học và làm art dealer từ năm 1869 đến năm 1876. Dù sự nghiệp này của Van Gogh không thành công, nhưng với 6 năm ấy thì Van Gogh cũng đã đủ khả năng để hiểu rõ cách hoạt động của thị trường nghệ thuật, hay cụ thể là cách để bán được tranh. Nhưng như đã nói, ông quay lưng với câu chuyện thương mại. Chán nản với chuyện tiền bạc và danh vọng, Van Gogh dành toàn bộ năng lượng và thời gian của mình cho việc sáng tác. Trong sự nghiệp của mình, Van Gogh có khoảng 900 bức tranh hoàn thiện và 1.100 bức phác thảo. Đó là một con số khủng khiếp khi so với 10 năm sáng tác ngắn ngủi. Van Gogh cũng từng dành hết tiền sinh hoạt để chi trả cho việc thuê mẫu vẽ. Người đàn ông này luôn đặt nghệ thuật lên trên tất cả, thậm chí là trên cả chính bản thân mình. Trong những bức thư mà Van Gogh gửi cho em trai, ông bày tỏ về sự say mê hội họa, tình yêu thiên nhiên và cả khao khát được bộc bạch bản thân trên những nét bút. Có một điều anh quên không nói với em, rằng nếu em mua dùng anh màu vẽ thì chi phí ở đây của anh sẽ giảm đi một nửa. Tính đến giờ anh sẽ dành tiền cho màu, vài vẽ, còn nhiều hơn cho bản thân mình. Anh có một vườn cây ăn trái nữa dành cho em, nhưng lạy Chúa, xin hãy gửi ngay màu vẽ tới cho anh nhé. Mùa hoa cây ăn trái đang nở rộ, nhưng chỉ tồn tại rất ngắn ngủi. Và em cũng biết đấy, chủ đề vẽ này luôn nằm trong những thứ khiến con người ta cảm thấy vui vẻ. Ngay khi anh có đủ tiền trả cước phí và thùng hàng, mà có thể nếu em gửi tới cây ga xếp nhỏ này sẽ rẻ hơn là ga Leon, anh sẽ gửi cho em những hình nghiên cứu. Giờ anh chẳng có một xu dính túi như anh đã từng nói với em trước rồi đấy. Hãy làm những gì em có thể, nhưng hãy cố mua màu vẽ với chút ít giảm giá nếu như em nghĩ tới lợi ích vì chúng ta đã làm việc rất hăng say. Thư Van Gogh gửi Theo vào tháng 4 năm 1888. Mimeo's Artwork dịch. Việc trao đổi thư từ giữa Theo và Vincent kéo dài suốt nhiều năm. Theo không chỉ là nhà bảo trợ mà còn là bạn tâm giao và là người hỗ trợ tình cảm cho Van Gogh. Anh không thực sự có một người bạn nào ngoài em, thư Van Gogh viết cho Theo vào năm 1883. Những bức thư của Van Gogh luôn được Theo cất giữ, gồm khoảng 600 bức. Và sau khi Van Gogh mất, những bức thư đó còn được em dâu là Johanna Van Gogh Bonger xuất bản. Thế nhưng bản thân Van Gogh lại không giữ lại nhiều thư của Theo, mặc dù cho sự quan tâm hỗ trợ hết mực từ em trai. Van Gogh vẫn chìm đắm trong đau khổ. Suốt 2 năm sống cùng nhau tại Paris, Van Gogh xung đột với Theo rất nhiều, như Theo viết cho chị gái Will. Dường như có hai con người ở bên trong anh ấy vậy, một người rất tài năng và tinh tế, người còn lại thì vị kỷ và vô tâm. Sự vị kỷ này của Van Gogh ta còn có thể thấy được qua hành động nổi giận với Gauguin khi Gauguin nói sẽ rời Arles, hay sự thất vọng nặng nề khi biết tin em trai sẽ kết hôn. Bởi nỗi sợ bị bỏ rơi và mất kết nối với những người thân thiết, những việc đó đã khiến cho Van Gogh kích động và cắt tay mình vào tháng 12 năm 1888. Ta có thể thấy bên trong con người này là khao khát tình yêu và sự chú ý, thế nhưng những khao khát ấy cũng đi kèm sự mỏng manh và vị kỷ đáng sợ. Không chỉ với Gauguin hay Theo, mà ngay từ nhỏ, Van Gogh đã là người luôn có vấn đề với những mối quan hệ xung quanh. Từ khi còn nhỏ, Van Gogh được cho là đã có biểu hiện chống đối xã hội, biệt lập khỏi bạn bè. Khi lớn lên thì ông trở thành art dealer, thế nhưng với tính cách của Van Gogh, thật dễ hiểu vì sao ông không thể thăng tiến với nghề làm dâu trăm họ ấy. Ngoài ra, các mối quan hệ tình cảm cũng như mối quan hệ với bố mẹ thì cũng hết sức phức tạp. Dường như Van Gogh luôn có vấn đề với chính thực tại cuộc sống, từ sự thiếu kiên định với những lựa chọn nghề nghiệp khi 5 lần 7 lượt đổi nghề, hay là việc chối bỏ tiền bạc và chọn sống nhờ sự trợ cấp từ em trai. Bên trong con người ấy còn là những sự giằng xé khi say mê nghệ thuật, khao khát được thể hiện, được đón nhận, thế nhưng lại không đủ sức để đấu tranh cho chính danh tiếng của mình, hay khao khát tình yêu và kết nối sâu sắc nhưng cũng quá mỏng manh để đón nhận sự khước từ. Tới khoảng năm 1890, danh tiếng của Van Gogh đã được nhiều người biết đến. Năm đó, tranh của Van Gogh được trưng bày tại triển lãm Salon des Independences cùng với những tác phẩm của các nghệ sĩ tiên phong khác. Theo viết thư cho Van Gogh. Em sẽ vui nếu anh đã có mặt ở đó. Những bức tranh của anh được treo ở một khoảng đẹp của triển lãm, trông chúng rất thu hút. Nhiều người đã đến nhờ em gửi những lời khen ngợi của họ tới anh. Thế nhưng lúc này nỗi buồn của Van Gogh đã bào mòn ông. Ông không còn quan tâm tới danh tiếng nữa.
vào ngày 27 tháng 7 năm 1890, ở độ tuổi 37, Van Gogh đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng một viên đạn nơi lồng ngực bởi sự cô độc và đau khổ đã kéo dài quá lâu và có lẽ còn là cả bởi sự tuyệt vọng và nỗi sợ rằng nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Sau cái chết của Van Gogh, nhờ những nỗ lực của em dâu Johanna và cháu trai Vincent William, danh tiếng của Van Gogh ngày càng được công chúng biết đến nhiều hơn. Năm 1973, bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam được thành lập và đón hàng triệu lượt tham quan mỗi năm. Và khoảng những năm 90, tranh Van Gogh liên tục phá kỷ lục thế giới về giá bán, như bức Portrait du Dr. Gottsched với giá 82,5 triệu đô vào năm 1990, hay bức Iris với giá 53,9 triệu. Không chỉ là trong giới hạn nghệ thuật, Van Gogh cũng xuất hiện trong văn hóa đại chúng với những bộ phim như là Loving Vincent và At Eternity's Gate, những collection thời trang lấy cảm hứng và kết hợp với tranh Van Gogh. Giờ đây, Van Gogh không chỉ là một họa sĩ mà còn là một biểu tượng về sự hy sinh cho nghệ thuật, về nỗi đau và sự cô độc. Và sự nổi tiếng của Van Gogh ngoài tài năng và vẻ đẹp trên những bức tranh thì nó còn là do sự đồng cảm mang tính thời đại. Khi ở hiện tại, mỗi chúng ta đều có một Van Gogh bên trong, kẻ hiện hữu dưới hình bóng của sự cô độc, của khát khao điên dại cho danh vọng và tình yêu, nhưng cũng là sự mỏng manh, sợ hãi khi phải đối diện với thực tại. Ta đồng cảm với nỗi khổ, sự đau đớn, nhưng cũng đồng cảm với cả sự sợ hãi và tuyệt vọng ấy. Thế nhưng dù chúng ta đồng cảm cho Van Gogh bao nhiêu, hay dù truyền thông có tô vẽ như thế nào về sự hy sinh và cống hiến của Van Gogh, thì một sự thật không thể nào thay đổi, đó là cái kết thúc của riêng người đàn ông ấy là một kết thúc cô độc và đau đớn giữa cánh đồng hoa hướng dương năm 1890. Như vậy, có thể nói rằng Van Gogh đã sống một đời trong nỗi buồn và sự khó khăn, nhưng ông vẫn giữ được tâm hồn đẹp, một tình yêu với con người lớn lao, và vẫn có một chất nghệ sĩ rất tinh khiết, một cuộc đời tránh xa cám dỗ của tiền bạc và làm nghệ thuật tận cùng. Bạn nghĩ sao về cuộc đời của danh họa Van Gogh? Hãy comment phía bên dưới cho Spider Room lắng nghe với nhé! Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi video của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mình là Khánh Linh. Bye!